để chúng ta cùng nhau đi vào mấy nội dung chính như thế này. Tác phẩm thứ tư là quốc bảo, đó là Nhật ký trong tù. Tiếng Hán là Ngục Trung Nhật ký. Các bạn nào có điều kiện, thời gian hay là có nhu cầu nghiên cứu đấy thì tôi giới thiệu cái tác phẩm này. Cái cuốn sách này đã tái bản rất nhiều lần nhé. Giới thiệu 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh, 5 bảo vật quốc gia. Chúng tôi phân tích từng tác phẩm một thì các bạn đọc để tham khảo thêm nhé. Từ đường cách mệnh cho đến tận di trúc, đến tận nhật ký trong tù. Đấy. Cái tập thơ nhật ký trong tù này tất cả chúng ta đều đã học khi còn là học sinh, sinh viên. Nhưng mà chúng ta có ngờ đâu nhiều điều ta không biết. Đấy. Tiếng Hán là Ngục Trung Nhật Ký, ghi dịch ra là Nhật ký trong tù. Và bây giờ Nhật ký trong tù được chính thức xếp là quốc bảo. Đây là cuốn sổ tay. Bác làm thơ viết bằng chữ Hán mà không phải một câu một bài đâu, mà là những 135 bài. Ta xem chữ Hán bác thông thạo từ lúc 5 tuổi dưới sự dìu dắt của người cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc hay là Nguyễn Sinh Huy. Thế mà bác làm thơ, khi ta dịch thơ bác ra, ta xin phép bác có đồng ý đâu. Năm 1960, bác 70 tuổi, Viện Văn học có sáng kiến là xin phép bác để dịch ra tiếng Việt, làm tài liệu học tập trong toàn dân toàn đảng, nhất là trở thành giáo khoa đưa vào trong các nhà trường giảng dạy, nhất là những ai đi sâu vào văn học, nghệ thuật. Thế mà đến xin phép bác để dịch, bác có đồng ý đâu. Bác nói câu là các chú còn nhiều việc phải làm hơn. Đừng dịch thơ bác làm gì. Bác không phải là một nhà thơ chuyên nghiệp. Bác chỉ có một tấm lòng yêu thơ mà thôi. Đấy. Bác khiêm tốn thế mà. Bác còn so sánh là giống như người đi đường thấy bông hoa đẹp thì tiện tay ngắt lên mà thôi, chứ có thơ phú gì đâu. Vả lại trong nhà tù, bác mất liên lạc với dân, với đảng, lòng dạ như lửa đốt. Bác bị giam cầm 14 tháng liền. Nó giải bác đi 30 nhà tù ở Quảng Tây dưới chế độ Tưởng Giới Thạch. Mất liên lạc, thậm chí có người tưởng bác mất rồi chứ. Thì bác phải ghi chép lại những sự việc vặt vãnh tầm thường trong lao tù cho nó quên ngày quên tháng đi, để đợi đến ngày tự do thôi, chứ có phải thơ phú gì đâu. Các chú đừng dịch. Bác khiêm tốn như vậy. Ta thiết tha đề nghị bác là tập thơ rất quan trọng. Nó phản ánh một phần trong cuộc đời hoạt động của bác đã đành, nhưng nó cũng còn ghi lại cả đời sống tinh thần của bác nữa. Cho nên xin phép bác dịch để còn làm tài liệu huấn luyện, tài liệu giáo dục cho mọi thế hệ. Miễn cưỡng bác phải đồng ý thôi. Và may thay khi dịch ra, chúng ta có một tài sản tinh thần vô giá. Bác là để lại những cái hạt ngọc về văn chương. Bác là một nhà thơ lớn, một nhà báo kiệt xuất, một nhà giáo dục thiên tài, một nhà tư tưởng sáng tạo đầy bản lĩnh. Tức là tài năng của bác trên rất nhiều phương diện. Cái tập thơ này cho chúng ta thấy được đời sống tâm hồn của bác. Ở trong nhà tù ăn đói mặc rét như thế, thậm chí chua chát đến mức bác ghi là ngồi trên hố xí đợi ngày mai cơ mà. Ghẻ lở đầy thân chứ, răng rụng tóc bạc, mắt mờ chân chậm, tiều tụy lắm. Chuyên gia tù phải tập leo núi để phục hồi sức khỏe, để về với đồng bào đồng chí chứ. Trong hoàn cảnh như thế tưởng chừng như không thể sống nổi, sống như súc vật vậy. Vậy mà bác vẫn vượt qua hết thì đủ hiểu nghị lực phi thường của bác thế nào. Mà lại còn làm thơ được thì đấy là một điều kỳ lạ. Thậm chí có thể nói là một cái tâm hồn mà sau này Phạm Văn Đồng nói là phải lộng gió bốn phương của thời đại mới có thể vượt qua cái cảnh tăm tối đó, để mà có thể thể hiện được trí tuệ, đạo đức, tâm hồn của mình. Cho nên ta học được ở bác rất nhiều từ cái tập thơ này. Tất cả là 135 bài. Đồng chí nào có điều kiện thuộc lòng cả tập thơ thì càng tốt nhé, cả 135 bài thì càng tốt. Nhưng mà ít nhất là có 3 cái bài này trong tập thơ đấy. Một là bài Nghe Tiếng Giã Gạo, hai là bài Học Đánh Cờ, ba là bài cuối cùng ấy, bài mà lúc dịch ra không có đầu đề, gọi là vô đề. Rồi đưa bác đọc, bác góp ý, bác dịch lại, bác đặt đầu đề cho, thì nó mới thành ra là Mới Ra Tù Tập Leo Núi. Thì ta mới biết là bài này là viết khi bác đã được trả lại tự do, mà Đảng ta can thiệp với Đảng Cộng sản Trung Quốc để Đảng Cộng sản Trung Quốc gây áp lực với chế độ Tưởng Giới Thạch để thả bác ra. Nên tập thơ này cũng là một bước ngoặt của lịch sử. 3 cái bài mà tôi vừa mới giới thiệu trong tập thơ này đáng đọc lắm, nhất là bây giờ trong hoàn cảnh Đảng ta đang quyết tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nghe Tiếng Giã Gạo là cả một triết lý nhân sinh về đạo đức, là một tổng kết thực tiễn về đạo đức, là một sự trải nghiệm đau đớn của bác. Đúng không? Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Đấy, đúng là một tổng kết nhé. Rèn đạo đức phải như giã gạo thì mới đủ cả cần kiệm liêm chính suốt cuộc đời. Sau này bác nói là chống chủ nghĩa cá nhân, chống giặc nội xâm, sẽ có không ít sự đau đớn ở trong lòng. Đấy. Thế nhưng rất lạ các đồng chí, rèn đạo đức thì bác đòi hỏi phải như giã gạo, đến dùng người, đối đãi với con người, chính sách cán bộ thì bác lại khuyên chúng ta là dùng người chớ có dùng theo kiểu giã gạo. Đấy. Đồng chí nào làm công tác tổ chức cán bộ này, công tác nhân sự này, hay là ở cương vị lãnh đạo quản lý có quan hệ với cán bộ thì phải nhớ lời bác. Rèn đạo đức thì phải như giã gạo, nhưng mà dùng người, đối đãi với con người chớ có dùng theo kiểu giã gạo. Người ta chết mất các đồng chí. Ý bác phê bình là không đào tạo, không bồi dưỡng, cứ để họ trôi nổi tự phát trong phong trào, thấy tốt thì nhấc lên để kiểu đề bạt bổ nhiệm, rồi để đấy không có rèn luyện, không có kiểm soát, đến khi người ta mắc lỗi lầm lại vùi dập xuống. Bác ví là cứ nhấc lên đập xuống như vậy 3 lần thì hỏng cả một đời cán bộ. Cho nên nghiêm khắc mà phải bao dung, bao dung trên cơ sở nghiêm khắc thì mới có thể xứng đáng với cái gọi là lãnh đạo có chính chất nhân văn, hay là một nền chính trị dân chủ và nhân văn, phản ánh đúng tâm hồn của bác. Đấy. Thì cái bài Nghe Tiếng Giã Gạo nó dẫn đến cái ý tưởng như thế mà bác dặn chúng ta. Bác là một nhà giáo dục cho nên có cả một cái bài thơ đầy tính chất giáo huấn nhé. Ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền. Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Đấy, đấy cũng là một triết lý đạo đức cả. Cái bài thứ hai là bài Học Đánh Cờ. Bài này rất cần cho tất cả chúng ta, nhất là các đồng chí lãnh đạo. Về tầm nhìn chiến lược, phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tiến công, lạc nước 2 xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Đấy là cái tổng kết về tầm nhìn chiến lược, mà ngày nay tất cả cán bộ lãnh đạo phải có cái tầm nhìn như thế mới xứng đáng là người lãnh đạo, người cầm quyền. Thì những bài như vậy là rất đáng đọc vào lúc này. Còn cái bài cuối cùng, bài bác tự đánh số trong cuốn sổ tay là số 135. Vì viết bằng chữ Hán cho nên chúng ta phải chọn những cái nhà thơ giỏi chữ Hán để dịch cho đúng ý bác, sát với ý của bác. Nhà thơ Nam Trân và Khương Hữu Dụng đã được phân công dịch và nhiều người cùng dịch, nhất là cái bài cuối cùng, vì dịch lên nó thấy thấy nhiều điều rất lạ. Một là không có đầu đề, hai là tại sao lại ở cuối cùng, và thứ ba nữa là nội dung bài này có 4 câu thôi, nó toát lên cái ý gì vậy. Thế ta dịch xong, dịch rất công phu, mà dịch xong đã rất hay rồi, đã rất là nhẹ nhõm thanh thoát rồi. Đến đưa bác đọc để bác góp ý, bác cười đấy. Bác bảo các chú chưa hiểu hết bác đâu, để bác dịch lại cho. Bác đặt đầu đề cho, bác dịch lại cho. Và đúng là bác dịch thì hay hơn nhiều thật. Vì bác là người trong cuộc, bác hiểu hơn chúng ta nhiều lắm. Bác có khả năng hóa thân. Ta dịch là núi ấp ôm mây, mây ấp núi. Lòng sông gương sáng bụi không mờ, bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh, trông lại trời Nam nhớ bạn xưa. 4 câu dịch như vậy là rất nhẹ nhàng thanh thoát, mà bác vẫn chê. Bác dịch lại, bác bảo các chú chưa hiểu hết bác đâu. Bác dịch ngược lại, ta dịch là núi trước mây sau. Núi là hình tượng người con trai nhé, mây là hình tượng người con gái. Bác dịch ngược lại cơ, mây trước núi sau cơ. Mây ấp núi, núi ôm mây, lòng sông sạch chẳng mảy may bụi hồng. Ta dịch là bồi hồi, bác bảo các chú dịch chung quá, bác xóa đi, bác viết thành bùi ngùi cơ. Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong, trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai. Bùi ngùi và chạnh lòng thì mới phản ánh hết tâm trạng chua xót buồn tủi, đau đớn của thân phận con người, mà một người trong tù mới được trả lại tự do. Đấy là bác. Bác không những dịch lại cho chúng ta, bác đặt đầu đề là mới ra tù tập leo núi. Thế là nó có đầu đề. Thì ta mới biết rằng là đây là bài cuối cùng, bài viết khi đã ra khỏi nhà tù rồi. Còn in ta in cả vào một tập và đặt ở cuối cùng. Bài thơ này có giá trị như một lời nhắn tin. Nhắn tin về trong nước cho đồng bào, đồng chí biết rằng bác vẫn còn sống chứ chưa phải đã chết như báo chí đăng. Báo chí phản động nước ngoài nó đăng tin là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh chết trong tù rồi. Mà riêng cái chỗ này là tư liệu đang rất là khác nhau này. Có thời thì nó bảo là bác Hồ mất ngay từ thời kỳ bị xảy ra cái vụ án Hồng Kông ở Hương Cảng, mà luật sư Lujbi là người đã cứu bác sống sót. Thế bây giờ nó lại đưa tin là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh chết trong tù rồi. Báo chí phản động ở Đài Loan, ở Hồng Kông đấy thì lại đinh ninh rằng bác mất ở thời kỳ trong tù Quảng Tây. Và bài thơ ấy là một lời nhắn tin về cho đồng chí, đồng đội biết rằng bác vẫn còn sống. Đấy là phần về sự nghiệp nhé, phần về công việc của Đảng. Trong nước mất liên lạc, Đảng ta lo lắm, không biết là thế nào. Bởi vì sau khi về nước, bác chuyển hướng chiến lược, chỉ đạo Trung ương thay đổi đường lối, đặt giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Và bác thành lập mặt trận Việt Minh năm 41. Và cũng năm 41 đấy còn thành lập đội thiếu niên tiền phong đấy. Và sau đó thì bác chính thức trực tiếp lên đường đi Trung Quốc để tìm cách liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, phối hợp cách mạng của hai đảng, hai nước. Nhưng mà cái chuyến đi này có sơ suất, bởi vì chuẩn bị giấy tờ cho bác không kỹ, vội quá. Có mỗi một tờ giấy thông hành thôi, lại cũ lại nát rồi. Thế mà khi đi giữa đường, lính của Tưởng Giới Thạch nó khám xét. Nó khám xét thấy trong người bác chả có cái giấy tờ gì, có mỗi cái tờ giấy thông hành. Ta có ngờ đâu nó hết hạn rồi. Thế là nó bắt luôn. Nó coi bác là hán gian, nó bắt luôn. Bác phải viết cái bài thơ thanh minh trong tập thơ này đấy. Người ngay thẳng mà bị coi là hán gian thì thật là điều đau đớn mà. Trong thơ đấy nó có cả nước mắt, có cả nụ cười trào lộng, nhưng mà đau đớn là đáng khóc mà ta vẫn hát tràn, là thế đấy mà. Hòa lệ thành thơ tả nỗi này. Ngay cả ghẻ lở đầy thân mà bác vẫn trào lộng được. Đầy mình đỏ tím như hoa gấm, sột soạt luôn tay tựa gẩy đàn cơ mà. Ta xem, mỗi dẹp như là xe tăng, như là xe ốc đầy đỏ đi cắn. Đau khổ nhất là nhiều khi không có chỗ ngủ, ăn đói mặc rét, đi từ mờ sáng đến đêm khuya, ngủ trên đống rơm đống dạ, đi khắp cả cái Quảng Tây rộng lớn 30 nhà tù thì còn gì nữa, tiều tụy lắm. Trên cái câu thơ là ngồi trên hố xí đợi ngày mai là thế đấy. Đấy. Thì ta mới càng thấy đau đớn cho bác. Cửa tù khi mở thì không đau bụng, đau bụng thì không mở cửa tù cơ mà. Đấy. Sống khổ đến như thế, tính toán từng đồng xu để mà có thể sống được trong cảnh gạo trâu củi quế. Mà bác nhanh trí lắm đấy các đồng chí nhé. Nó bắt bác như vậy mà bác vẫn còn kịp giấu được mấy hào lẻ trong cặp quần ấy. Vào đến nhà tù bác mới cho quản giáo đấy chứ, đúng không? Cho nó đỡ đánh chứ các đồng chí. Thế rồi gì nữa, ngày mùng 1 Tết mà bác còn bảo nó đi mua cho bác một chai rượu nhỏ và một mấy gói lạc giang, bác tự mở tiệc cho mình trong nhà tù cơ mà. Con người bác hóm hỉnh trào lộng đến như vậy, chứ còn trong lòng thì đau đớn lắm chứ. Đấy. Thì cái bài thơ cuối cùng này bác dịch lại như vậy, ta mới hiểu rằng đấy là một cái tin nhắn. Mà bác lại còn ký tên đấy nhé. Tên đầy đủ bác ký là Thanh Lan, còn viết tắt là TE, xong là Lan. Bác rất hay dùng tên phụ nữ. Bác không có vợ con, không có gia đình riêng như chúng ta, nhưng bác dùng nhiều tên phụ nữ lắm. Toàn tên đẹp cả thôi, tên quý tộc cả, quý phái cả. Thanh Lan, Thu Lan, Phong Lan, Diệu Hương, Tuyết Trinh, Hồng Liên, Thu Giang. Đấy, toàn tên bác cả. Thế chỗ này giải thích như thế nào? Chỉ có Phạm Văn Đồng là hiểu bác. Phạm Văn Đồng là bác gọi là chú Tô mà, thủ tướng, bác thương nhất đấy. Mà ở với bác lâu năm hiểu bác lắm. Ông ấy giải thích là Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng, một lãnh tụ, người còn là một nhà thơ, nhà văn, tâm hồn lộng gió bốn phương của thời đại. Người yêu thiên nhiên, yêu một nụ cười trẻ thơ, một bông hoa, một ánh trăng. Bây giờ người nâng niu một cái tên đẹp của phụ nữ cũng dễ hiểu thôi. Nó thuộc về thế giới tinh thần của bác, chứ còn tuyệt nhiên không có một chút riêng tư nào cả. Đấy là lý do thuộc về nội tâm của bác. Thế còn về mặt lý do chính trị, muốn hiểu vì sao Hồ Chí Minh hay dùng tên phụ nữ thì cứ mở tác phẩm của bác ra mà đọc thì rõ hết. Hóa ra là bác viết những tác phẩm lên án đế quốc thực dân, làm nhục phụ nữ. Bây giờ bác đứng ra bảo vệ nhân phẩm phụ nữ thì bác ký tên phụ nữ là tốt nhất, hợp logic, hợp lẽ. Và chủ yếu là để nghi binh, là để che mắt kẻ thù thôi, chứ không có một chút riêng tư nào cả. Trong số tên tuổi là phụ nữ của bác đấy, chỉ có cái tên này, Hồng Liên. Hồng Liên là thế nào? Liên tức là hoa sen. Hồng Liên tức là hoa sen hồng. Bác đặt tên cho mình như vậy để tương xứng với chị gái của mình. Bà Thanh, chị bác, có một cái tên rất đẹp là Nguyễn Thị Bạch Liên. Bạch Liên là hoa sen trắng, Hồng Liên là hoa sen hồng. Bà Thanh lặn lội từ trong quê ra thăm em, tức là bác biết rằng em trai mình đã là chủ tịch nước, ôm chầm lấy bác mà khóc, hỏi bác một câu là việc riêng của cậu đến đâu rồi. Bác khóc, bác nói là em không còn thời gian nữa, 56 tuổi rồi, cũng nhỡ nhàng rồi. Bây giờ chỉ còn lo cho dân, cho nước thôi. 2 triệu đồng bào chết đói thê thảm lắm. Bây giờ cách mạng thành công không được để ai chết đói nữa, chỉ còn tất cả dồn sức cho dân thôi. Đấy. Thế là từ chối cái việc riêng là thế. Ông Cả Khiêm, anh trai bác, lại lặn lội từ trong quê ra thăm bác. Một cái chuyến thăm rất ngắn, vội vã, vì đang trong thời kỳ kháng chiến đến nơi rồi. Về để bác làm việc, mà may anh em còn gặp nhau khi bác chưa rời khỏi Hà Nội. Ông Cả Khiêm hỏi bác một câu thế này: anh đã vậy, liệu chú cũng định ở vậy sao? Thì ta mới biết là thế ra cả gia đình bác không ai có một cuộc sống riêng tư cả. Chị không chồng không con, anh không vợ không con, bác một thân một mình đến phút chót, cô đơn vô cùng. nhưng mà dành tất cả cho dân, cho nước. Cái mối tình của bác với cô Huệ hoàn toàn là một mối tình trong tim nhé, một mối tình tinh thần thôi, chứ có lấy nhau đâu, có ăn ở với nhau như vợ chồng đâu. Cả đời bác không có một chút riêng tư nào, và cô Huệ cũng cả đời chờ bác không lấy ai cả. Cuối cùng cô đi tu đấy. Mà bác biết cô Huệ đi tu, ta mới thấy đau đớn cho bác chứ. Mà cô Huệ chỉ vì nghe tin bác mất mà đi tu, lại không phải bác mất năm 69 đâu, lại nghe tin bác mất từ cái báo chí phản động nước ngoài nó đưa tin. Có phải đâu. Cô đau đớn quá mà cô bỏ đi tu. Thế là cô đi tu lúc còn trẻ. Càng như vậy ta càng xót xa cho bác và cho cả cô Huệ nữa. Đấy. Thế thì cái tập bài thơ này là có nói về chút riêng tư của bác. Với đảng, với dân là một cái tin nhắn bác vẫn còn sống. Với cô Huệ, ý của bài thơ này là đi tìm cô Huệ. Mà ta cứ chót coi bác là thần thánh rồi, ta không bao giờ nhắc đến chuyện này cả. Bây giờ những nhân chứng lịch sử thời bác đi hết, không còn ai nữa. Cái khoảng trống này bây giờ ta nghiên cứu để lấp đầy là cả một công việc khó nhọc. Mà phải cần những chuyên gia tài giỏi, tâm huyết và có thể lấp đầy những cái khoảng trống này trong hệ thống tư liệu về đời bác. Vì đây là chuyện có thật. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn nghe kể tỉ mỉ trước khi mất. Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiểu rất rõ những câu chuyện này. Mà người thể hiện là nhà văn Sơn Tùng. Mà thủ tướng ôm chầm lấy nhà văn mà khóc. Vì nhà văn còn có 3 ngón tay thôi. Thương binh loại 1 cơ mà. Đấy. Mà kẹp bút vào viết hàng ngàn trang sách về bác. Thủ tướng nói là tôi không ngờ anh có thể làm việc đến như thế. Thế mà ông còn nói là anh viết về bác cảm động như chính cuộc đời của bác vậy. Mà đại tướng Võ Nguyên Giáp, học trò kiệt xuất của bác, những năm tháng cuối đời đau ốm như thế mà vẫn minh mẫn vô cùng, nghe kể về bác tường tận về cái mối tình với cô Huệ, rồi đại tướng mới đi cơ mà. Thì ta mới biết rằng đây là những chuyện này là có thật trong cuộc đời. Mà bác lại hỏi tin cô Huệ ở đâu. Cô Huệ cũng hỏi chúng ta là bác Hồ có bao giờ hỏi đến cô không cơ mà. Đấy, cảm động lắm đấy các đồng chí. Đấy, thì cái bài thơ này là nó liên quan đến chuyện như thế. Cả tập thơ bây giờ được coi là quốc bảo và là những hạt ngọc văn chương. Ông Quách Mạt Nhược là đại thi hào của Trung Quốc, đọc trực tiếp từ chữ Hán mà ông phải thốt lên là người làm sao thì thơ làm vậy. Văn học là nhân học, thơ văn thế nào thì con người nó như thế, lời văn tiếng nói như thế nào thì nhân cách nó như thế. Bác là như vậy đấy. Còn giáo sư Phong Lê, ông là viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, nhân kỷ niệm 70 năm nhật ký trong tù, ông có một câu nói rất có ý nghĩa là con người bác là bảo đảm bằng vàng cho thơ của bác. Đúng như thế các đồng chí. Chúng tôi rất mong các bạn trẻ và tất cả chúng ta hãy đọc lại nhật ký trong tù để cùng chia sẻ với bác về phương diện tâm hồn. Nhất là cái mối tình của bác với cô Huệ. Thế bây giờ cái bài cuối cùng này nếu là một lời nhắn tin cho cô Huệ thì ý nghĩa là thế nào? Ta biết rằng là cô Huệ là người tiễn bác đi cách đây 106 năm. Khi bác 21 tuổi ở bến cảng Nhà Rồng, một cuộc đi dài 30 năm qua tất cả các châu lục trên thế giới, nước Mỹ và tượng thần tự do là nơi bác đã đến rồi. Bác học tiếng Tây Ban Nha ngay ở nước Mỹ. Bác chọn nghề thủy thủ để có thể đi được rất nhiều nơi. Tàu cập bến ở đâu, nước nào là bác đã có điều kiện đến nước đó rồi. Hóa ra các nhà nghiên cứu đang công phu dựng lại cái bản đồ hành trình đi tìm đường cứu nước của bác. Thì bác có mặt ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Và bác đã đi vòng quanh thế giới gần 40 nước khác nhau trong vòng 30 năm. Lúc đi 21 tuổi, lúc để về đến Bắc Bó Cao Bằng đã 51 tuổi rồi. 30 năm, tuổi xuân đã qua đi rồi. Thì cái cuộc đi ở bến cảng Nhà Rồng đấy là gắn liền bác với cô Huệ. Cô Huệ với bác thật ra không có gì xa lạ. Coi nhau như anh em, như bạn bè vậy, bạn học. Hai người cùng học một thầy. thầy ấy lại là bố của bác, dạy chữ Hán mà, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc rất là thâm thúy, uyên bác, dạy cho cả hai anh em. Mà cô Huệ là người con gái nết na, hiền thảo, rất giống mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan, cho nên có một tình cảm đặc biệt của gia đình bác với cô Huệ. Cô Huệ cũng là con nhà quan, bác cũng là con nhà quan, như thế là môn đăng hộ đối đấy chứ. Rồi sau này là thăng trầm, trồi sụt đi, đều nghèo nàn cả, phiêu bạt khắp mọi nơi và vào tận trong Nam. Cô Huệ là người tiễn bác đi ở bến cảng Nhà Rồng, cứ cầm tay bác mà khóc. Lúc bây giờ bác có tên là Văn Ba. Văn Ba tức là cái người đàn ông Nam Bộ, gọi một cách giản dị. Tên bác trong cái thẻ làm công lĩnh lương trên tàu biển ấy, vẫn còn cả đấy nhé. Văn Ba theo nghĩa tiếng, nghĩa văn hóa đấy, nghĩa bóng đấy, nó là một làn sóng văn hóa. Văn là nhân văn, là văn hóa. Ba là sóng, ba động, những sóng động của cuộc đời. Bác không đi về phương Đông, không đi về Nhật Bản như các bậc cha chú của mình, như cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, mà bác đi về phương Tây, đến tận Pháp, đến tận sao huyệt của kẻ thù, để nghiên cứu về nó và tìm ra con đường chống lại nó, giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân. Cho nên phương Tây thực dân ấy, nó ghi bác trong hồ sơ mật là gì? Nguyễn Ái Quốc là một nhân vật nguy hiểm. Nguy hiểm vì lật đổ nó thì nó coi là nguy hiểm thôi. Nó còn điện về cho toàn quyền ở Đông Dương, ở Hà Nội, thậm chí cho cả viên đốc lý ở Vinh, tức là quê bác, là tìm lai lịch người mang tên Nguyễn Ái Quốc là ai, gia đình như thế nào. Đấy. Bác đi đâu nó theo đấy, nó theo dõi suốt ngày đêm. Bác đọc tác phẩm của Rousseau nó còn biết cơ mà. Bác dịch khế ước xã hội, bác dịch tam quyền phân lập của Montesquieu nó còn biết cơ mà. Nó theo dõi từng đường đi nước bước của bác một. Mà bác mưu trí, mưu lược, vượt qua vòng vây kẻ thù một cách rất là xuất sắc. Cho nên bác có một thói quen là dùng tên bí mật là thế, và rất bí mật là thế.